Dạ em Thúc Auto Sài Gòn em kính chào anh em. Đây em giới thiệu anh em một cặp loa đến từ thương hiệu của Thụy Sĩ ha. Đây là một cặp ông Kích Lắp. Con model đó là Bolero Piccola. Thì đây là cái cặp rất là nổi tiếng của hãng Thụy Sĩ ha. Thì đây cặp này về hiện trạng rất là keng và đẹp. Đây là phần lưới căng zin nè, tem mác logo đầy đủ ha. Vung bọng còn nguyên bản, đổi hết ha. Đấy. Chân thẳng còn nguyên si ha. Hay. Rồi tới phần loa thì đối với cái bản Bolero Piccola này nó sẽ có ba màu anh em, một cái màu đen, một cái màu đen ha, và một gỗ một cái màu gỗ ốc chó truyền thống, và cái bản đặc biệt đây là cái bản gỗ nu. Thì đối với cái bản gỗ nu này thì được hãng gia công tại Đức, xong rồi đem về Thụy Sĩ rồi tiến hành lắp ráp ha, nên cái phần mà bản gỗ nu này nó mắc hơn bản thường khoảng từ 4 triệu đến 5 triệu so với cái giá lúc xuất xưởng ha. Thì cái cặp này lúc đó được hãng làm vào năm 1991 đến 1995 ha, thì cũng tương đối cũng gần đây thôi. Và nó sổ một cái bát khoảng 14.5 cm ha, gân cao su rất là dày. Đấy, và một chép đơm lụa. Và lỗ một lỗ thông hơi phía trước ha. Thì phần phía trước nó làm bằng nhung nè. Tấm màu đen này là bằng nhung nè. Đây anh em xem tiếng loa ha, tiếng loa rất là đẹp. Một cái màu gỗ nu rất là đã ha. Đây, thằng phía trên nè. Đây em xem cái phần gỗ nu ha. Đây, thằng quét phía trên này. Đó anh em giờ thấy nó giống như một cái em nhìn thấy cái phần gỗ nu này. Nó rất là đẹp ha, cái màu nó y chang cái dòng 803 signature đó của Vingroup. Mà cái vân nu này nó nhìn đã hơn, nhìn nó trong suốt hơn ha, nhìn nó có chiều sâu hơn. Nên em dùm cái màu rất là đẹp ha. Đấy. Thì được hãng phủ bóng 2K nhiều nô ha. Sát lại anh em xem ha. Nói về đồ Thụy Sĩ thì anh em khỏi phải bàn về đồ chất cơ. Sang đây này, nó có cái bằng gỗ nu, nó có cái chiều sâu, anh em nhìn nó rất là đã ha. Đây ao kích láp ha, số series này 93144. Đây 93144 ha, máy switch của Thụy Sĩ ha, máy Thụy Sĩ ha. Đây cầu lo mỗi chim bắp chuối đều được ha. Đây này, thấy cái chạm lo mới càng à. Và nhìn cái cặp vân gỗ nó nhìn rất là đã ha. Là phần trước nè. Thì cặp này anh em sử dụng nghe những cái thể loại nhạc guitar này, xa này, giao hưởng này, tiếng rất là ngọt và cực kỳ bay. Đây. Cái màn nó sử dụng một cái gân cao su ha, màn nó quét thêm một cái lớp keo nhìn rất là chất ha. Nhìn nó giống như là của dòng Splendor vậy. Thì cặp này với mức giá là 19 triệu anh em ha. 19 triệu cho một cặp Bolero Piccola bản gỗ nu rất là đẹp ha. Thì cái bản những cái bản gỗ nu này thì nó được gia công tại Đức, nên cái độ chất khỏi phải bàn, tiếng rất là hay. Và cái chất thùng nó cũng driver thì nó sẽ giống nhau hết, nhưng mà cái chất thùng nó sẽ khác nhau với hai cái bản kia ha. Đấy. Rồi thì về hình thức bên ngoài là như vậy. Thì hình thức rất là đẹp ha, và nguyên zin nguyên bản thì đối hết. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn dây và test ha. Thì hôm nay em phối chung với nó là một chiếc âm ly đến từ thương hiệu của Island ha. Một chiếc âm ly Jubilium, là một cái thương hiệu nhánh của Roadsan ha. Thì chiếc này nó thiết kế với mặt phi nhôm màu vàng rất là đẹp ha, xoay ngang và là 43 và hồ sâu là 38, và đánh một tăng phôn xíu lớn, và nó đánh 8 sò phét nè, 8 sò phét, đã nói là sò phét là phải GK ha. Và chiếc này nó đang sử dụng điện 240V rất là tiện lợi nha. Và nó công suất nó là 360W, và công suất thực tế là lo ở chế độ 8 ohm là 100W cho mỗi một kênh 8 ohm ha. Rồi bây giờ em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Đây thì tất cả các đường vào nè. Đây 2 4 6 7 đường vào ha. Đây thiết kế với mặt phi nhôm
màu vàng rất là đẹp. Một cái form anh em nhìn nó giống như cái con Roshan nè. Nó là thiết kế tương tự với con Roshan, nó là chung anh em ha. Đây là phần nắp phía trên này, em đã mở sẵn ra ốc rồi. Ốc sẵn rồi. Bây giờ em xem. Mở phần nội thất ra anh em xem. Đây là phần nội thất nè. Thì nó thiết kế với một tăng khô nguồn xuyến lớn ha. Và mỗi một vế này nó đánh là 4 sò phét đây nè. Đây này em thấy sò phét không? G và K ha, là sò mất phét. Thì hiệu suất sò mất phét rất là cao và cho tiếng cực kỳ sạch sẽ ha. Bên này cũng vậy nè. 4 sò phét. G162 và K1058 ha. Đấy. Một tông phô màu xí rất là to. Đây là phần nội thất ha. Thì những cái âm ly cho thiết kế thì đơn giản thôi, nhưng mà hiệu suất mang lại rất là cao ha. Vậy là phần phía sau. Thì chiếc âm ly này trong cái tầm giá là 9 triệu rưỡi rồi nè. Cái lưỡi chơi chất tiếng rất là hay. Lúc em ghép rất là nhiều à, rất là nhiều dòng lo. Con này về cũng cả 2-3 tuần rồi, nhưng mà hôm nay em mới ảnh em sẵn làm test tập báo sale này, em lôi ra em lấy xin rồi em quay cho anh em ha. Về cái đường vào nè, có 3 lần của Phono nè. Đấy, còn lò mỗi chim ép chuối được ha, chim mù rồi, còn công tắc phía sau. Và chiếc này có series ha, 003 đây. Jubilium Design England và Gia Băng nè. Thì cái này là một cái nhánh của Roshan đó, nó được sản xuất tại Gia Băng ha. Xong rồi xuất về cho thị trường châu Âu nên nó sử dụng điện 240V ha. Rất là chất ha. Con này cũng ít hàng chứ không có nhiều. Nó cái nội cái sầu khác không có đủ tiền. Rồi bây giờ em sẽ test chung với cặp lo Outkick Lab Monero ha. Rồi thì chiếc em ly này là 9 triệu rưỡi nè. Rồi để em gắn dây kết nối vào. Rồi thì em đã gắn dây kết nối vào ha. Đây là phần kết nối phía sau nè. Đây. Cầu lo ra ha. Em đi mà cặp Outkick Lab. Rồi bài này em nghe đoạn nhạc ha. Hay lang thang ngoài đường nhỏ
tuyệt vời ha. Thì với đối với chiếc ampli này nó đánh sọc hết nên tiếng nó cũng rất là sáng, sạch sẽ và rất là chi tiết này. Nó đánh tốt được rất là nhiều dòng loa âu 100W cho một cơ 80 ohm, rất lớn ha, đủ sức để anh em đánh những cặp Boxell như thế này và những con vòng Boxell công suất lớn hoặc là những dòng loa cột rất là hay ha. Trong cái tầm giá 9 triệu rưỡi thôi chơi được rất nhiều dòng loa cầu. Rồi em xin kính chào anh em ha, và cặp loa là 19 triệu anh em ha, còn ampli là 9 triệu rưỡi, vì tất cả em đều bao ship toàn quốc. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh em.